Chào mọi người, hôm nay mình có mua cái miếng lót chuột trên Shopee. Nó có đeo lót tai mà giá của nó là 10.000. giờ mình mở ra xem chất lượng như thế này á. À, 10.000 đồng nha các bạn. Coi vết cắt nè, xấu quá là xấu, nghe giống như cái mùi cái ruột xe các bạn, cái ruột xe mới lúc các bạn tháo ra. Chỗ này có cái miếng lót để đỡ cho cái tay chúng ta nè. Mềm lắm, giống như có hơi trong này. Cái này thì viền xung quanh thì nó làm ok à. Nhưng mà nó cắt ra thì gớm quá à, cắt lưỡng chủng à. Này 10.000 đồng à. Cái bề mặt của nó thì tốt lắm, này rê chuột sướng lắm. Dưới này thì bằng nhựa cao su á chú ơi, trên này bằng vải. Toàn bộ này như dùng keo dán nên nghe mùi lốp xe chứ nghe mùi keo không à. Cái này chỉ có 10.000 thôi, cũng hơi mắc, tại vì mình thấy có nhiều shop để có dưới 10.000, nhưng mà mình mua chung mấy đồ khác nên mua luôn. Rồi cái này không có gì nói, dừng video tại đây nha, cảm ơn mọi người.